Xin khá chào các bạn. Hưởng ứng cái đua thuyền máy nhà nghề quốc tế này các bạn, thì ở Quy Nhơn họ tổ chức thêm những cái phong trào khác, ví dụ như là ngoài biển thì đánh bóng chuyền, còn bây giờ ở hồ Đông Đa đây thì người ta làm cái giải đua thuyền truyền thống các bạn. Mở rộng là thứ nhất năm 24 đua trên hồ Đông Đa, sáng nay là đang múa lân các bạn. Đó là lễ khai mạc giải đua thuyền truyền thống, hình như là có mời mở rộng các bạn, cho nên là có mời các cái địa phương lân cận nữa. Huyện Phù Mỹ này, cát An Nhơn, Tuy Phước, Hoài Nhơn, Mỹ Thắng, Tuy Phước là chắc có Phước Hòa, Gò Mồi nữa bạn. Lễ các bạn chuẩn bị làm lễ khai mạc rồi, tính nữa có đua thuyền mình quay thêm một số hình ảnh về đua thuyền các bạn. Bây giờ nói thiệt là mình cũng chưa đi uống cà phê luôn á, bây giờ mình tranh thủ đi ra uống ly cà phê rồi vào quay phim xem đua thuyền chơi các bạn. Đây là dọc dọc theo cái cổng khung của cái góc hồ Đông Đa. Bên đây quay thêm số hình ảnh xuyên góc đây thì vui, nói chung đi lòng vòng sân khấu thấy các phóng viên cũng tập trung đông, thấy các vận động viên đây là không biết đội nào đây, với sơ nghe điểm điểm sơ các khuôn mặt đẹp trai của Nhân Hải. Nhân Hải bạn ở bên đây tham quan quan chú tham quan vô luôn nè, tham quan với đời sống của nhân dân tỉnh nha. Lúc này thì các đội Nhân Lý, Nhân Hải và Minh Đức đang xoay thuyền theo đúng chiều để tiến hành đua ở nội dung 800m.
Đây là đợt đua thứ ba để xác định đội thứ ba vào chung kết nội dung 800m cấp phường, xã, thị trấn. Các đội đưa thuyền về đúng vị trí mà ban tổ chức đã định vị sẵn ở trên đầm Sinh Thái Đông Đa. Sự tỉ mỉ khéo léo cẩn thận để giữ được độ thăng bằng, cân bằng trên mặt nước cũng là một trong những kỹ thuật mà bộ khế thầy trèo phải lưu ý. Thứ hai là những kỹ thuật mà bất tốc bấy cũng sẽ được các thầy trèo, những người chàng trai của biển sẽ bất xúc trong những đoạn nước rút để đưa đội đua của mình về đích sớm nhất, hoàn thành mục tiêu đề ra là bằng chuyến. Nước của đầm Sinh Thái Đông Đa lúc này rất lặng lẽ, có thể nói là rất là tràn hòa với một không gian rộng thế này. Đó là một điều kiện hết sức thuận lợi cho các tay đua của các đội trên các thuyền luôn giữ được độ thăng bằng và điều chỉnh thuyền của mình một cách hợp lý, tránh trường hợp là những sơ suất trong quá trình thi đấu di chuyển hai vòng nội dung 800m của cấp phường, xã, thị trấn. Các trọng tài lúc này cũng đang sẵn sàng rồi. Các đội đã vào đến các vị trí của mình được định vị trên mặt nước biển và đầm Sinh Thái Đông Đa. Đây là anh bạn chơi nhạc chung các bạn. Đây là kèm là âm thanh luôn nè. Mỹ Đức áo xanh, Nhân Lý áo hồng, Nhân Hải áo đỏ. Chúng ta chờ xem đội nào vào chung kết cùng với hai đội ở lượt tuyến trước của bảng A, bảng B. Lý Đức số 1, Nguyên Lý số 2, Nguyên Hải số 3. Đó là ba đường vua định vị cho trên mặt nước đầm Sinh Thái Đông Đa. Chúng ta luôn có sự thu hút và sự cổ vũ của khán giả, của nhân dân, của tất cả mọi người đang quan tâm đây, tiếp thêm sức mạnh cho các đội đua hoàn thành và bứt tốc ở những chặng đi cuối cùng và hoàn thành tốt những nội dung mục tiêu mà các đội đã đề ra trên mặt nước đầm Sinh Thái Đông Đa. Mời trọng tài chúng ta kiểm tra vận động viên ở đợt 4. Thân chào các bạn, bây giờ là mình xuống phía cuối bờ hồ bạn. Ngày trước nhà thì cưới trầu cầu 2 và cái chung cư Hoàng Anh Gia Lai. Để mình quay ngược lên các bạn. Rồi trời giờ hơi hưởng nắng lên rồi bạn. Hưởng nắng một góc rồi. Rồi bây giờ hình như bên kia là xuất phát rồi bạn. Xuất phát từ ngay phía trên đường Phan Anh Phùng các bạn. Nghe tiếng la được kìa bạn, bây giờ mình lấy điện thoại mình zoom lên cao cao à. Hồi đây mình không nghe rõ là phương nào, bây giờ hiện tại ba chiếc thuyền đây là đua cũng ngang nhau mà. Chạy tốc độ cũng gần ngang nhau á. Hồi nãy là mình thấy là hình như Nhân Hải là màu đỏ mà trên đây ba chiếc ghe đây không thấy màu đỏ. Chắc không có đội Nhân Hải.
Nắng nắng lên chứ Hoàng chơi nó rõ ràng, nó hơi bị tối. Đúng ra là cái trên ghe phải có cái dấu hiệu gì để cho đồng bộ các cái tay chèo các bạn. Mình thấy hình như cũng chưa đồng bộ lắm, người trước người sau là nó không có cộng hưởng, nó không có nhanh chạy nhanh được. Đang trở đầu các bạn, đang tới cái đoạn trở đầu này. Ôm cua, ba đội cũng ngang nhau bạn. Ngay tới ôm cua là cũng ngang, chỉ có cái đội màu vàng đây thì hơi thua một xíu. Rồi bây giờ bắt đầu cái đội giữa là hình như là có vẻ là trội lên một chút rồi bạn. Trội lên một chiếc ghe rồi đó. Chiều dài khoảng một chiếc ghe rồi đó. Cái đội giữa này là trội lên một chiếc ghe này nè. Nãy giờ mình do mình gọi hai máy mình cũng không có để ý cái điện thoại này, tại cái điện thoại này nó zoom được to nhiều hơn. Trên kia có Leica đang bay nè, mình không dám bay Leica mà sợ đụng của ban tổ chức. Trên trời có 2-3 chiếc Leica bay nè. Cái ghe giữa vẫn trội hơn các bạn. Cái độ giữa vẫn như trội hơn hai độ kia. Rồi kết thúc vòng đua. Cuối cùng ai sẽ là người, đội nào sẽ là người về đích và trở thành đội đứng thứ 3, xếp thứ 3 vào chung kết cùng với hai đội ở bảng A và bảng B. Sự bình yên của sóng, của thiên nhiên và của tâm hồn của biển đang thôi thúc các tay trèo mạnh hơn, quyết tâm hơn để về đích. Chúng ta thấy là nó thể hiện trên những đôi tay, đôi trèo, cộng thêm với tiếng hô quyết tâm mọi người đã thấy ở trên tầng chúng ta. Lúc này thì ba đoàn đua của ba đội cũng đã gần về đích rồi. Chúng ta chờ xem ở những nét cuối cùng. Đội áo đỏ là Nhân Hải đã bước lên rồi. Nhân Hải đã bước lên rồi. Tiếp theo là Nhân Lý. Tiếp theo là Mỹ Đức. Nhân Hải thôi. Chúng ta đến Nhân Hải thôi. Gần đến rồi. Cố lên Nhân Hải. Chúng ta chờ xem. Như vậy là đội Nhân Hải đã về đích đầu tiên. Đội Nhân Lý về thứ hai và đội Mỹ Đức về thứ ba. Xin chúc mừng các đội đã
ở bảng C đã hoàn thành xong nội dung 800m cấp phường xã thị trấn Thu Bình. Chúng ta thì là tất cả những người không có nhiệm vụ đường lên xuống là nhường cho vận động viên lên trước, nhường cho vận động viên ở dưới lên trước rồi chúng ta sẽ là xuống sau. Đề nghị là chỗ đường lên xuống là tất cả là những người không có nhiệm vụ rồi có đường lên xuống để cho vận động viên họ lên, và sau khi lên rồi chúng ta mới vận động viên lên xuống. Khoảng 50 phân rồi, tức là khoảng 50 cm rồi, tức là khoảng cách rất là gần.